thức nhạc phẩm Chúng Con Về Nơi Đây của nhạc sĩ Linh Mục Phạm Duy, qua phần thể hiện của bà con Hội Đoàn Cổng Chiêng, giáo xứ Hoành Đông. Đây là những học trò rất là tuyệt vời của Cali, các chị các bà từ U60-70 trở lên đó. Họ là những người hàng ngày chỉ là những người nông dân bình dị làm ruộng. Quý vị và các bạn nhớ like và subscribe dùm kênh của Cali nhé, để theo dõi ủng hộ bà con Hội Cổng Chiêng, giáo xứ Hoành Đông.